Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa làm chủ Tarot trong 5 ngày của mình. Và đây là tập số 3 rồi. Và ở đây hôm nay mình sẽ bắt đầu bước qua bộ ẩn phụ. Chúng ta sẽ có 4 loại ẩn phụ là: đầu tiên là gậy, tiếp theo là cúp, là cái cốc, và tiếp là kiếm, và cuối cùng là Pentacle, là tiền. Và như tập trước thì mình đã giới thiệu hết tất cả về bộ ẩn chính rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua về bộ ẩn phụ ha. Thì ẩn phụ nó sẽ có 4 xuôi. Như các mình đã nói cho các bạn là 4 xuôi là gậy, cúp, kiếm và tiền. Thì các bạn chia ra như mình nha, cho dễ trong quá trình thuận lợi trong các bạn học. Thì 4 bộ ẩn phụ này nó sẽ chia làm 4 nguyên tố: lửa, nước, khí và đất. Lửa tượng trưng cho Won, cúp tượng trưng cho nước, các bạn nhìn là biết rồi. Tiếp là khí, là kiếm, và cuối cùng tiền là đất, Pentacle. Và 4 nguyên tố này thì có cái gì hay? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi với, hôm nay mình sẽ nói về tổng quan về 4 loại nguyên tố này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có nguyên tố lửa. Nguyên tố lửa là nguyên tố gì? Nguyên tố lửa là nguyên tố, như các bạn để ý đi, lửa nó sẽ xuất hiện hầu như ở mọi nơi, đúng không? Lửa nó nằm ở mọi nơi luôn. Và các bạn để ý nha, lửa là thể hiện cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Tại vì hồi xưa thời kỳ đồ đá, người ta tìm cái lửa đầu tiên mà. Thì từ lửa nó có thể gọi là sự khởi sinh lên tất cả. Lửa là cái thứ mà có thể nói là nếu mà bạn biết kiểm soát lửa, lửa rất tốt. Như các bạn thấy trong đời sống chúng ta ở đâu cũng có lửa hết. Và lửa nó sẽ rất là nhiều công dụng. Tuy nhiên nếu không biết kiềm chế lửa thì lửa nó rất là hại. Có thể lửa có thể gây hỏa hoạn nè, lửa có thể gây phỏng nè, gây bỏng nè, và nói chung là nó rất là có hại. Vậy thì lửa nhìn tổng quan, như các bạn biết là ngọn lửa là cái thứ mà giống như là nó là khai sinh lập địa tất cả. Các bạn biết Olympic á, là người ta đã giữ một cái ngọn lửa mấy ngàn năm đúng không ta? Đúng rồi, một ngọn lửa Olympic mấy ngàn năm, mấy trăm năm thôi chứ không tới mấy ngàn năm, mấy trăm năm thôi. Và giữ cái ngọn lửa đó thì cho cái sự là như các bạn trong các bạn bè của mình á, những cái mối quan hệ xung quanh, như các bạn nói là thằng kia nó bị thiếu lửa, vậy lửa đại diện cho sự gì? Lửa đại diện cho sự nhiệt huyết, sự năng động và sự cởi mở. Lửa thể hiện cho cái sự là cố gắng vươn lên từ khó khăn thử thách. Lửa là cái thứ mà giống như là nó nhiệt huyết trong con người mình á, giống như là thằng kia nhìn thấy nó có lửa quá ha, có nghĩa là sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt tình của người ta. Lửa thể hiện cho cái sự đó. Nhưng mà lửa không biết kiểm soát thì dễ gây phỏng, dễ gây bỏng xung quanh. Vậy thì lửa là một người thể hiện cho sự tự tin nè, sự hăng hái nè, thể hiện cho sự là vui vẻ, hoạt bát và luôn luôn cố gắng trong công việc. Nếu không biết kiểm soát lửa thì người này sẽ là người nóng tính, dễ bốc lòng, dễ bốc đồng, dễ gây cãi vã và có cái tính hơi kiêu ngạo một chút xíu, hơi chảnh một chút xíu. Và lửa nó cũng thể hiện cho cái sự là giống như là giống như bạn chê chọi giữa một cái đám đông á, thì người ta sẽ không thích bạn lắm, có nghĩa là ra vẻ ta đây á, đấy là như vậy. Đó là về nguyên tố lửa. Tiếp là về nguyên tố nước. Nguyên tố nước là nguyên tố gì? Nguyên tố nước thể hiện cho sự tình cảm. Tình cảm và nước nó thể hiện cho cái sự là cho đi tình cảm. Và nước nó cũng thể hiện cho cái sự là vun đắp tình cảm bạn ha. Như các bạn biết, nước không màu, không mùi, không vị và không hình dạng. Nó sẽ có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó, đúng không? Vậy có thể nói là nước là một người này là một người mà dễ hòa đồng với mọi người, dễ hòa đồng ở trong tất cả cộng đồng luôn. Nhưng mà nước nó sẽ bị một cái là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Như các bạn thấy ở cái bình màu tròn thì cái bình hình tròn thì bỏ nước vào cái bình nước cũng hình tròn. Đấy, kiểu như nước nó sẽ bị phụ thuộc rất là nhiều về những cái môi trường xung quanh. Nên có thể nói nước chính là sự mà bị phụ thuộc, là ông bà ta có nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng á, là nước nó sẽ bị như vậy. Còn tiếp theo là không khí, là kiếm, là vũ khí. Khí thì như thế nào? Khí thì các bạn thấy xung quanh chúng ta đều có khí, đúng không? Xung quanh chúng ta đều có khí. Và khí nó sẽ thể hiện cho cái sự là, các bạn để ý nha, ví dụ nha, nước á, thì một cái hồ nước bự, các bạn nhỏ một vài cái một giọt mực đen vào á, thì nó sẽ, cái giọt mực đen nó có thể nó sẽ bị mất, tại vì lượng nước nó nhiều hơn. Nhưng mà khí thì sao? Khí thì trong bạn, xung quanh bạn rất là nhiều khí, nhưng mà chỉ cần có một cái mùi nào đó thôi là bạn dễ dàng nghe được, đúng không? Vậy khí thể hiện cho sự gì? Khí nó sẽ thể hiện cho sự là hòa nhập nhưng không hòa tan. Hòa nhập nhưng không hòa tan nha. Có nghĩa là khi mà bạn bước vào, giống như là ông bà hay có câu là gần bùn gì, hơi tanh gì, xung quanh là bùn nhưng mà không nghe mùi bùn giống như vậy. Mình dở dặn lắm, nhìn ví dụ như vậy á, cái bông sen mà giữa bùn á, nhưng mà bông sen nó vẫn thơm, nó không bị ảnh hưởng bởi mùi bùn á, đấy là như vậy. Nên là khí thể hiện cho cái sự hòa nhập nhưng không hòa tan. Khí nó thể hiện cho sự là những cái mối quan hệ xung quanh. Nếu lửa là sự nhiệt huyết, cúp là tình yêu, thì khí nó sẽ thể hiện cho những mối quan hệ xung quanh và những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp này nọ. Khí đại diện cho những mối quan hệ, và khí nói chung là hòa nhập nhưng không hòa tan, có nghĩa là vẫn giữ đúng cái bản chất của mình khi vào rơi vào từng cái cộng đồng, từng cái khu vực. Khí nó sẽ làm được như vậy. Nói chung khí là thể hiện cho cái sự là hòa nhập nhưng không hòa tan, và đại diện cho những cái sự mà mối quan hệ xung quanh. Tiếp là Pentacle. Pentacle thể hiện cho cái gì? Pentacle thể hiện cho đất. Đất thì như các bạn thấy, đất nó sẽ thể hiện cho sự gì? Đất thể hiện cho sự bền vững. Chúng ta đang ngồi trên mặt đất mà. Đất thể hiện cho sự bền vững, lâu dài và duy trì được. Nên thể dù như vậy thì chúng ta có thể thấy là đất nó thể hiện cho cái sự là trù phú. Nhưng mà đất nó sẽ sinh ra khoáng sản, đúng không bạn? Thì có thể nói đất là một nơi tiềm năng. Có thể nói là một người quá nhiều nguyên tố đất thì có thể nói người này rất là tiềm năng để phát triển ở tương lai. Nhưng mà người này là một người rất là nhiệt tình, và thể hiện đây là một người mà giống như là đã làm cái gì là phải làm cho tới, tại kiên trì lâu dài mà, và cố định nữa. Đấy là sơ về 4 loại nguyên tố. Thì sau này mình sẽ nói kỹ hơn về từng trong trải bài, tại ở đây mình cũng chỉ nói cho các bạn biết như vậy thôi. Thì sau này có một cái trải bài nào đó nó cụ thể thì mình sẽ dễ dàng giải thích cho các bạn hiểu hơn. Nhắc lại ha, đầu tiên chúng ta có Won là nguyên tố gì các bạn? Đúng rồi, nguyên tố lửa, và đại diện cho bộ gậy. Thì Won đại diện cho gì đấy? Nhiệt huyết, nhiệt tình, cố gắng vươn lên. Đấy. Tiếp theo là chúng ta có, đúng rồi, cúp. Và cúp thể hiện cho cái sự tình cảm, tình yêu, và nó là nguyên tố nước. Tiếp theo là Swirl. Swirl là nguyên tố khí, đại diện cho những mối quan hệ xung quanh. Đây là bộ kiếm. Tiếp là Pentacle, đại diện cho nguyên tố đất. Thì nó thể hiện cho sự lâu dài, bền vững và kiên trì và vững chắc các bạn ha. Ok, và đó là mình sơ về 4 loại nguyên tố của bộ ẩn phụ Tarot. Và nói chung là các bạn hãy cố gắng ghi chép lại đầy đủ để giống như là phòng hờ thì chúng ta quên ha. Nếu mà quên thì có thể coi lại clip này của mình. Và ok, đó là về cái bài số 3 này của mình. Đó là về bài 4 loại nguyên tố, và ở bài sau mình sẽ tiếp tục đi sâu vào ý nghĩa của từng loại nguyên tố các bạn nha. Và xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.